Chào mừng các bạn đã quay trở lại chuỗi video tư vấn du học cùng Zila. Bản thân các bạn là đang có một cái dự định là mình muốn học tại thủ đô ở Hàn, rồi mình lại cân nhắc rằng liệu rằng là cái tài chính gia đình của mình có đủ để mà khi mà mình theo học ở khu vực này hay không. Thì hôm nay chị sẽ mang đến cho các bạn một cái chủ đề là top các trường đại học có học phí rẻ ở Seoul. Chúng ta hãy cùng nói sâu về cái chủ đề này nhé. Rồi, có một cái sự thật hiển nhiên rằng là học phí ở các trường đại học ở Seoul không thể nào mà rẻ hơn được so với các khu vực khác, thậm chí là có phần nhỉnh hơn rất là nhiều. Nhưng mà trong cái gợi ý của chủ đề ngày hôm nay của Zila mang đến cho các bạn thì chị sẽ kể tên những cái trường đại học là có cái chi phí nó sẽ mềm hơn so với các trường có ở trong khu vực nha. Đầu tiên á, về hệ tiếng á, thì chị sẽ gửi đến cho các bạn là trường đại học nữ Songshin. Thì hiện tại là cái mức chi phí học tiếng của trường một năm thì nó sẽ dao động là từ 5.400.000 won cho tới là tầm khoảng là 5.600.000. Các bạn có thể tham khảo về cái mức học phí này, thì chị thấy là so với các trường thì cái mức học phí này cũng đang khá là mềm hơn so với những cái trường khác. Thứ hai là các bạn có thể tham khảo là trường đại học Hanson. Thì trường đại học Hanson cái mức hiện tại là khoảng là từng tầm 5.750.000 won. Rồi trường kế tiếp mà các bạn có thể tham khảo là trường đại học Sung Siêu. Thì cái mức chi phí hiện tại để học tiếng một năm thì nó dao động là tầm khoảng là 6.000.000 won. Nó sẽ hơi lẻ một xíu nhưng mà nó cũng tầm khoảng đó. Còn những cái trường khác sau đây các bạn có thể cân nhắc thì là trường đại học Myeongchi nè, đại học Sejong, Trung An, Han Giang á, thì cái mức nó đã lên hơi nhiều một xíu, là nó dao động là từ 6.700.000 cho tới là 7.000.000 won. Thì các bạn lưu ý giúp chị là những cái chi phí mà chị đề cập á, là chi phí là học tiếng một năm, và các trường cũng yêu cầu các bạn sẽ đóng luôn cái chi phí một năm này khi mà mình đã hoàn thành là mình đậu hồ sơ ở bên trường rồi ha. Rồi, còn về chuyên ngành á, thì thật ra thì chuyên ngành, đối với những cái ngành mà học chuyên ngành á, thì các bạn thì mình sẽ chi trả 2 kỳ. Đầu tiên chúng ta sẽ đóng trước 1 kỳ. Và những trường thuộc khối đại học quốc gia thì cái chi phí nó sẽ mềm hơn so với các trường đại học tư thục. Thì cái trường đại học quốc gia thì chị sẽ gửi cho các bạn ứng cử viên tiêu biểu là trường đại học quốc gia Seoul. Thì hiện tại là cái mức học phí chuyên ngành của trường khá là mềm so với nhiều trường khác. Còn lại thì cái sự mà chênh lệch về cái mức học phí chuyên ngành của các trường nó cũng không có quá nhiều khác biệt. Nó sẽ dao động là từ 3.000.000 cho tới 7.000.000 won mỗi một chuyên ngành học một kỳ. Trên đây là vài gợi ý của chị về top các trường đại học có học phí rẻ ở Seoul. Thì chị mong rằng đây sẽ là một trong những cái thông tin cần thiết để cho các bạn cân nhắc việc lựa chọn trường khi mà mình theo học ở bên Hàn, đặc biệt là ở khu vực ở Seoul ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like và subscribe kênh của Zila nhé.